đây là các ông chàng mặt khỉ nhỏ, còn đây là ông chàng lớn rồi sao? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 âm lịch, cũng là ngày 13 tháng 4 dương lịch. Và Bùi Hồ đang có mặt tại một cái ngôi chùa, đó là chùa Sòi Sim của huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Vào những ngày này là những ngày giữa tháng 4, và ở đây thì có một cái Tết khá là đặc biệt. Như clip trước Bùi Hồ đã nói là Tết của người dân tộc Khmer. Ngày này thì ở đây rất là náo nức, và những cái hoạt động náo nức có phần không kém đó là các khuôn viên chùa như thế này. Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào trong ngôi chùa này. Sẽ vô đây mình coi các cô các chú ở đây chuẩn bị gì cho một cái năm mới của Tết dân tộc cổ truyền của người Khmer. Cái này như xương như thịt mình đó. Còn cái này rửa tội. Cái này cũng đi rước ông trời. Rước ông trời. Ngày 9 giờ rưỡi là rước ông trời. Rồi nha, vui lắm á. Dạ. Chào bà. Này là lấy này là gì bà? Này bông. Hoa. Các bà cụ ở đây lại đây bơm chốt những cái bông hoa. Mọi người thấy thì ở đây đa số là các cụ là bơm chốt cái bông hoa, bông hoa cho biểu trưng của nhà Phật. Còn đây là cái gì mà? Dạ, mẹ còn kêu cái gì nữa? Không biết gì nữa. Kêu tiếng Miên là cái bài say mà bên Việt biết kêu cái gì? Tiếng Miên kêu là bài say. Bài say. Dạ. Này, cái này là xong rồi đó hả bà? Xong rồi đó. Xong rồi. Ở dưới này có một cái cây chuối mọi người. Giống như cái tháp hoa vậy đó. Rất là đẹp luôn ha. Tết của người dân tộc Khmer thì diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 âm lịch hàng năm mọi người. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng để mà chuẩn bị cho ngày mai là Tết đón cái vị các may mắn vào nhà. Và đây là một trong chùa, khu viên chùa Sòi So ở tỉnh Trà Vinh. Sòi Sim. Cái này là kêu là gì bà? Không biết mẹ nên là bài bạch cam, bài sấy bạch cam. Bài sấy bạch cam. Này chuối. Lá chuối. Thay vì thì sẽ dùng một cái bình hoa, thì cô sẽ dùng một cái cây chuối. Cây chuối là cái đới hoa. Dạ, nó có hoa đây. Cái này cũng hoa luôn. Dạ. Đây là tượng trưng cho cái gì cô? Slatter. Cái này mình tụng kinh có cái này mới được. Dạ. Slatter. Mình cảm thấy rất là kỳ công và tỉ mỉ luôn. Khi mà các hoa được đan xen với nhau tạo một cái màu rất là bắt mắt. Dạ. Và đặc biệt là theo tục của người Khmer thì rất là chuộng cái màu vàng với lại cái màu đỏ, nên thành thử cái bông chủ đạo ở đây thì mình thấy là bông màu vàng với màu đỏ. Quên lát nữa chợ coi chặn đi được. Lát xíu nữa đi rước chặn tiếp theo. Chút nữa cả 1 giờ nữa chắc. 1 giờ. Quý mai lợi nhau. Vui lắm. Đây thì các bạn thanh niên này đang mặc một cái trang phục của ông Trần đúng không sư? Chiều nay thì mấy giờ sẽ đi đến các nhà của các phung sóc sư? 11 giờ rưỡi. Việc mà mặc những đồ trần như thế này đi đến cái nhà của phung sóc thì nó có một ý nghĩa gì hay sư? Giống như là mình đổi tà ma trong nhà người ta ra vậy. Và các sư đi theo để ban phước lành. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Ngày hôm nay là hết rồi hay sư hả? Dạ. Ngày hôm nay nữa là đổi 5 ngày. Đủ 5 ngày, đi trong vòng 5 ngày. Để mà kết thúc một cái năm cũ. Ngày mai thì sẽ là một năm mới. Chào đón năm mới. Ngày mai là chào đón năm mới. Thì đối với Tết của người Khmer mình thì chào đón năm mới có những cái tục lệ gì nữa sư ha? Năm
mới giống như là chơi bầm, giống như múa chơi lễ hội gì á anh, như trò chơi dân gian. Cái trang phục này là tự nhà mình may hay là ở trong chùa mua? Mua ha. Ở đây có một cái gương nữa nè mọi người. Màu sắc rất là đẹp luôn. Một bộ trang phục gì mắc không em? Khoảng tầm 2 triệu mấy. 2 triệu mấy hả? 2 triệu mấy nữa. À. Tùy theo loại. Anh ấy còn có đội lên một cái mặt của ông Trần nữa. Mão thì bên kia. Mão bên kia hả? Để bên kia. À, đây đây mặc trang phục trước. Đây là chánh điện của chùa của ngôi chùa nha mọi người. Các mão đây. Câu chuẩn bị cũng khá là cầu kỳ ha. Đây là các ông Trần. Đây là ông Trần Mặt Khỉ. Đúng không em? Có Trần Mặt Khỉ không? Hả? À Khỉ Bên Đà Man. Còn ông Trần này ông Trần gì? À còn đây là ông Trần. Ông Trần. Còn đây là các ông Trần Mặt Khỉ nhỏ. Còn đây là ông Trần lớn rồi sao? Ông đây là Vua Khỉ. Đây là Vua Khỉ. Đây là Vua Trần. Còn các ông này? Ông này thấy luôn cái này. Chưa thấy chưa? Kim Sĩ Điếu. Rồi. Ông này là gì? Cái tiếng Việt ta kêu là Kim Sĩ Điếu. Chim Mưng, Chim Mưng. À, Chim Mưng. Đây ông này là Vua Khỉ ha. Vua Khỉ, còn ông này là Vua Trần. À, còn đây là ông Mặt Khỉ. Vua Khỉ luôn, hai ông Vua Khỉ. Còn đây là Chim Mưng. À, hình của Chim Mưng nè mọi người. Trang trí rất là đẹp luôn á. Cũng khá là nặng ha. Lát nữa ra múa cho mọi người xem nha. Ở đây thì các thanh niên ở trong phun sóc này mọi người đang mặc những cái trang phục của ông Trần. Thì mình thấy những cái trang phục, những cái hoa văn đó rất là cầu kỳ luôn. Như bộ đồ của em mua như thế này là bao nhiêu tiền? Dạ 800 ngàn. 800 ngàn. Thì đối với em cái việc mà làm mang nạ hình ông Trần đó, nó vui không? Dạ. Cái cảm xúc của em vào những ngày Tết này khi mà được đi ở trong phun sóc để mà xua đuổi những cái xui á cho người dân thì sao? Dạ cảm thấy rất là vui vậy. Nhưng mà có mệt không? Dạ rất mệt. Đây là mọi người những cái trang phục như thế này giá thấp thì 800 ngàn, đôi khi đi đến vài triệu đồng. Cái phần mà cái giải cái đầu ông Trần thì nhân viên thì sao? Dạ tự làm. Em tự làm thì sao? Dạ bên em. Bên em tự làm. Cái này thì có mấy cái chuông lục lạc nữa ha. Dạ. Rồi có mấy cái hình chiếu nữa. Cái lục lạc này có ý nghĩa gì em? Dạ đi nghe tiếng mấy xua đuổi này xui xẻo ra kia. À để xua đuổi những cái xui ở trong nhà gia chủ đúng không? Dạ. À, anh thấy cái bước đi của ông Trần á nó khá là điệu nghệ. Có nghĩa là đi không phải đi một cái bước đi của người bình thường, thì cái việc em tập nó có lâu không? Dạ cũng rất lâu. Khoảng nửa tháng. À, có nghĩa là trước đây thì em phải chuẩn bị trước nửa tháng. Dạ. Cái điều mà mình thấy nữa là mọi người phải đi mang vác rất là nặng, thậm chí là ra ngồi giữa trưa nắng nữa. Trưa nay đi 12 giờ trưa. Dạ. Em đi mấy ngày rồi? Dạ ngày đó 5 ngày. Đuối không? Dạ. Đi mấy tiếng, mỗi lần mấy tiếng? Dạ khoảng 7-8 tiếng. 7-8 tiếng đồng hồ? Dạ. Mà sao chịu nổi? Dạ em quen à, mỗi năm. Mừng không? Cứ chờ đợi tới mùa này là mừng lắm anh. Đây là một cái hình ảnh khá là đẹp vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh, đặc biệt là ở huyện Trà Cú như thế này. Hình ảnh phía trước là một bạn thanh niên đang cởi một cái con ngựa mọi người. Đó, kèn trống rồi. Bây giờ này thì các bạn trẻ ở đây đang chuẩn bị đi đến các phun sóc để mà xua đuổi, đến nhà đó để mà xua đuổi tà ma, đồng thời là giúp may mắn về cho gia chủ. Bây giờ đang tập luyện ha. Dạ. Chút xíu đi hả? Dạ. À, đây là hình ảnh một cái con ngựa ra khá là dễ thương. Thông thường thì mọi người sẽ nghĩ là ngựa thì mình sẽ cởi ngựa, nhưng mà ở đây là anh này, em này đang gánh một cái con ngựa. Gánh ngựa. Trọng lượng nặng không em? Cũng nhẹ vừa vừa. À đâu em có thể biểu diễn tới lui đi một đoạn ngắn cho anh xem được không? Cho mọi người xem. khá là vui ha. Đây là hai cái chân giả nha mọi người. Còn cái chân của bạn này thì nằm ở dưới đây nè. Đó, đây là chân giả thôi. Ở đây thì có các bé nhỏ xíu như thế này, nó cầm chiên còng để nó đánh theo cái điệu nhạc của đánh theo cái điệu trống á.
Cái trống này gọi là cái trống gì em? Trống xe dông. Trống xe dông hả? À. Ở đây các bạn nhỏ 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 thì đeo mặt nạ và đánh chiên ha. À. Ở đây là một người. Đọc luôn nghe đó. Đâu đọc ai? Đọc 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 vô, đọc vô chú nghe. Đây. Bạn này thì hình như là mới có 10 tuổi học lớp 5 đúng không? Dạ. Hôm nay là ngày gần Tết rồi nên thầy cô cho về sớm để mà đi theo cái lễ cho vui. Đúng không? Đây là chiếc xe hoa. Ở trên cái chiếc xe hoa này thì có một hình một Đức Phật Thích Ca ở mọi người. Và chiếc xe thì trang hoàng rất là lộng lẫy. À, theo quan điểm của người dân tộc của dân tộc Khmer á, thì khi mà có các ông chằn xua đuổi những cái điều xui đều không may mắn trong cái nhà của mình thì các sư đi theo để mà làm một cái lễ gọi là lễ chúc phúc cũng như là tụng những cái bài chúc phúc bình an cho gia chủ. Và hình ảnh phía trên đây là Phật bốn mặt mọi người. Đó. Những cái chiếc xe này rất là đẹp luôn. Đó, mọi người có thể thấy rõ. Ở trên này là Phật bốn mặt. Ở đây thì các dòng hoa. Chào anh. Dạ. Dạ. Chuẩn bị xin nó mới ra. À. Cái công tác chuẩn bị thì sau khi mà đợi các sư thọ thực dùng cơm vào bữa trưa xong á thì sẽ đi vào đến phun sóc những nhà để cầu may mắn cũng như là xóa đi những cái điều xui trong năm cũ vừa qua. Là cũng như là theo cái hồi xưa tới giờ là không phải là mấy cái diệu hành này không phải là mới có ở đây đâu, cũng có lâu lâu đời lắm rồi, từ hồi xưa tới giờ. Cho nên nó cũng như là cái này nếu mà mình nói cho nó đúng cách, cho nó đúng chính thức cái ý nghĩa của nó là mình cầu may mắn cho Phật tử cũng như là mình cầu mưa thuận gió hòa cũng như là mình làm lúa này kia cho nó trúng mùa vậy đó. Rồi chủ yếu là một cái nữa là mình giữ được cái nền văn hóa của các dân tộc. Mình nói chung cũng như là dân tộc Khmer mình nói riêng vậy đó. Em thấy cái đoàn xe của mình nó tới 1, 2, 3 xe. Dạ. Thì 3 xe này nó có những cái ý nghĩa như thế nào ạ? Dạ, cũng như là xe đầu tiên này. Xe này thì có cái trống với cái cây đồng cò. Thì cái xe này thì để mà mình kéo cái đàn cò ấy đánh trống lên để cho đội múa chằn, múa xe giam để mà khi mà vô nhà Phật tử là cái ý là vô nhà Phật tử chằn với xe giam vô đó cũng như là bên dân tộc Khmer người ta cứ tin tưởng rằng là chằn vô nhà là cũng như là đuổi hết mấy cái thứ mà không tốt trong năm mới ra khỏi nhà hết. Vậy là còn cái này thì chiếc xe này thì tượng trưng cho thằng cũng như là năm mới cũng như bên em là đón giao thừa đó. Dạ. Là dạ cũng như năm dần này ha. Là còn ở trên phía trên này thì cũng như là bên chùa nào thì người đó để thì chùa đó ta để tên chùa đó cũng như là ở đây sợi xiên cũ là chữ Khmer là xoay xem cha là tiếng Việt mình là chữ sợi xiên cũ. Còn ở bên đây thì cũng như là cái này em cũng không có rành bên tiếng Việt là kêu kêu cái đầu gì ha. Phật bốn mặt. Phật bốn mặt. Cũng như là theo hàng năm theo cái cổ tích của người Khmer là hàng năm là bảy vị con gái của thành bốn mặt này đó là phải dâng diệu hành tượng bốn mặt này đi khắp là chỗ nào cũng đi hết trơn rồi đem qua tượng trên Khmer ta kêu núi Nung Kila ha. Nung Kila. Dạ. Có một cái điều nữa thưa mọi người là trong quá trình mà mọi người đi gấp gạo á thì rất là nhiều Phật tử ngồi chờ đợi để cái đoàn đi ngang qua. Dạ. Thì cái số tiền đó và gạo đó thì mình dùng để làm gì ạ? Dạ cũng như là số tiền á thì các chùa Khmer không phân biệt là chùa Xuyên Cửu cũng là như các chùa là cũng mình cũng không phải là mình đưa ra cái quyết định là để là Phật tử cúng bao nhiêu cũng như là chi phí kinh phí này kia xây dựng này kia mình lấy cái số tiền đó để là mình chi phí trong việc xây dựng đó. Còn gạo thì mình cúng cho sư là cũng như là sáng sớm thì sư nấu cháo hoặc nấu cơm rồi đó. Vậy là gạo là dùng để cho các vị sư dùng bữa. Dạ. Còn các cái vật phẩm tiền bạc á thì sẽ dùng là việc
kinh phí là trùng tu, trùng bổ ngôi ngôi chùa này. Em thấy có một cái điều nữa nè, người Khmer gắn chặt với Phật giáo rất là chặt chẽ từ lúc sinh ra cho lúc mà mất đi. Ví dụ như là đứa trẻ sinh ra thì được các vị sư đến tận nhà là sơn bùa hoặc là cúng bái gì đúng không ạ? Dạ dạ cũng. Và đúng đến lúc mất đi thì cho cốt sẽ gửi vào các chùa, xung quanh chùa, cho nên rất là nhiều tháp cốt. Dạ dạ. Còn bên kia mình còn thấy được là một cái tháp làm bằng bằng cát, thì cái ý nghĩa của cái tháp này là gì vậy anh ạ? Cái ý nghĩa nếu như là mình giải thích về cái ý nghĩa tháp cát đó là cũng như là tháp cát đó là để mà mình tượng trưng cho cái sự mà cũng như cái đời sống của mình á, là mình làm phước hoặc là làm mấy cái điều mà không tốt đó là người ta sẽ cũng như là mình chỉ nói là mấy điều không tốt thôi, mấy điều không tốt là cũng người ta chỉ tượng trưng như là hạt cát trong núi vậy đó, là cũng như là mình làm mấy cái điều đó không tốt xong đó là người ta cho mình lấy cái hạt cát từ trong núi đó đếm ra từ phần gì đó là cho thấy là cái việc mình làm không tốt đó là bao nhiêu trong đời sống. Bây giờ tất cả các sư cũng như là các bạn thanh niên ở trong chùa Sòi Sim này sẽ tiến hành đi vào các phim sóc để mà xua đuổi những cái không may, và đồng thời các sư sẽ rút những cái may mắn lại nha mọi người. Đây là một cái hình ảnh khá là hay đây. Vua Trần, hai ông Vua Trần xanh và Vua Trần đỏ nè. Với lại ở đây thì có Vua Trần Kim Minh. Các bạn thấy rất là rõ ràng ha, những cái phong tục rất là đẹp đẽ ở đây. Đoàn Trần sẽ đi trước mọi người, xua đuổi cái xuôi thì mới rước cái may mắn về. Rất là nóng luôn nha. Đây là Trần Vua Trần đó, mọi người có thể thấy không? Cuối cùng là các sư sẽ đi theo anh em rồi. Bây giờ thì đoàn bắt đầu chuẩn bị đi mọi người. Đi trước nhất là các ông Trần. Và hiện tại thì gần 11 giờ trưa ngay tại chùa Sòi Sim thuộc huyện Trà Cú của tỉnh Trà Vinh, thì công việc chuẩn bị đi đinh cũng như là cắt sóc đã tiến hành chuẩn bị gần xong rồi mọi người. Thì chỉ còn khoảng hơn 1 giờ đồng hồ nữa thôi thì các xe này sẽ đi xua đuổi những cái điều không may mắn cho chủ nhà, đồng thời là các sư sẽ ban những cái phước lành cho chủ nhà đó vào cuối năm cũ và đón đầu năm mới. Thì mời mọi người cùng xem chuỗi hành trình tiếp theo của mấy anh em tụi mình tỉnh Trà Vinh là như thế nào nha.